Rồi, xin chào tất cả các bạn và rất vui khi mà hôm nay mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Sunu Audio. Cũng khá là lâu rồi thì hôm nay mình mới được trở lại để mà giải đáp cho tất cả các bạn một cái thắc mắc mà rất là nhiều người hiện nay đang quan tâm. Và không gì khác, đó chính là về Sony XB01, một trong số những chiếc loa em út nhỏ nhất của gia đình nhà Sony. Kể từ khi mà dò dỉ những cái thông tin đầu tiên về một cái chiếc loa của Sony sản xuất, nó rất là chất mà cái giá của nó lại siêu là hạt rẻ, thì không gì hot hơn đó là về những cái thông tin mà mọi người đang bàn luận về chiếc loa này. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho những thông tin đó một lần nữa nó lại càng hot hơn. Trước khi nói về chiếc loa này, chúng ta hãy khoan nhắc về giá, bởi vì các bạn yên tâm, đó là chắc chắn Sony XB01 nó sẽ là một chiếc loa di động với cái mức giá rẻ nhất mà Sony đã từng sản xuất. Và theo như thông tin ở trên website Sony thì XB01 nó sẽ có cái mức giá tham khảo là 35 USD, và nếu mà tính ra thì nó chỉ khoảng là 800-900 nghìn khi mà về Việt Nam thôi. Và khi mà nghe đến đây thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến một cái người anh của nó, đó chính là chiếc Sony XB10. Nhưng mà cái mức giá của cái chiếc XB10 này ấy, nó lại hơn 1 triệu. Và đó là cái lý do tại sao mà hôm nay mình lại nhắc đến cái chiếc XB01. Và XB10 nó là một cái tên khá là đình đám đối với những ai mà chúng ta đặt tiêu chí là ngon, bổ, rẻ để lựa chọn một cái chiếc loa di động. Thì với XB01, chúng ta hãy cùng xem là liệu nó có đủ sức để nó ganh đua với cái người anh của mình, đó là XB10 không nhá. Và mình đoán được rằng là khi mà các bạn nhìn thấy cái chiếc XB01 này thì các bạn sẽ nhận xét ngay là về cái thiết kế nó so với XB10 nó như thế nào. Chắc rằng là các bạn cũng sẽ thấy là XB10 nó cân đối và nó dễ nhìn hơn, đúng không nào? Nhìn nó thì có vẻ to tròn, và khi cầm thì các bạn sẽ cảm giác là nó vừa tay và cũng như là nó dễ bỏ túi hơn. Tuy nhiên thì cái XB01 nó lại khác về cái mặt thiết kế. Nhưng mà rất may đó là nó khác theo một cái hướng tích cực và nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái điểm tốt. Mình nói về cái mặt chất liệu đầu tiên nhé. Thì về cái chất liệu ấy, nhựa nhám là cái chất liệu chủ đạo mà được tạo nên cái chiếc XB01 này. Các bạn hãy đừng cho rằng là nhựa nó sẽ kém sang hơn là cao su, bởi vì về cái phần cao su thì cái lúc mới cầm thì các bạn sẽ rất là thích tay, nó sẽ rất là mềm, nó sẽ rất là êm ôm tay. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng nó trong một cái thời gian dài, ở đây mình có một cái chiếc loa nó được bọc cao su giống như vậy, và khi mà mình sử dụng được 1 năm, 2 năm, 3 năm, nó bắt đầu đã xuất hiện một hiện tượng, đó là cái cao su đó nó bị nhão ra, nó giống như là kiểu chúng ta bị chảy xệ vậy. Và khi đó thì mình chỉ ước rằng là ước gì cái loa của mình nó được làm bằng nhựa để cho nó bền theo thời gian mà thôi. Đó là cái ưu thế về nhựa so với cao su. Và cái điểm thứ hai cũng về cái chất liệu này của XB01, đó là chúng ta sẽ có rất nhiều những cái màu sắc hấp dẫn khác nhau. Mình nghĩ là nếu như mà bạn nữ nào đã ưa thích cái sự nhỏ nhẹ rồi mà chúng ta lại thích thêm một chút sặc sỡ nữa, thì các bạn có thể tham khảo qua cái bộ màu tắc kè này của Sony XB01. Nó sẽ rất là thú vị đấy. Và không phải là hình trụ tròn, tuy nhiên là cái cách thiết kế của XB01 nó lại rất hay ở hai cái điểm như sau. Thứ nhất, đó là nó có một cái hình tạm gọi là hình bầu dục, mình tạm gọi là như vậy. Và cái thiết kế này ấy, nó đã để ra cho cái con XB01 một cái khoảng trống rất lớn ở phía trên. Khi mà các bạn đặt cái loa xuống bàn thì phía trên nó sẽ là một không gian để chúng ta đặt vị trí những cái phím bấm ở đó. Và chính vì nó nhờ cái thiết kế này nên là cái thao tác mà các bạn bấm ấy, thì các bạn chỉ cần dùng duy nhất một tay mà thôi. Các bạn ấn từ trên xuống và nó sẽ lấy cái mặt phẳng bàn nó làm cái điểm tựa. Và nhờ đó thì cái thao tác của các bạn nó sẽ rất là chắc chắn, nó không giống như là XB10. Nút bấm thì là như vậy nhưng mà nó vẫn rất là đầy đủ. Kể cả phần đèn báo thì đèn báo nó đã được di chuyển vào phía trong và nó sẽ được đặt ở phía dưới cái phần lưới bảo vệ của màng loa. Và cái điểm thứ hai nữa của cái thiết kế này chính là vì cái phần driver nó đã được đặt ra cái mặt phía trước và nó hướng trực tiếp về phía người nghe. Cái lý do để họ làm như vậy là bởi vì cái công suất của cái chiếc XB01 này nó sẽ thấp hơn so với cái chiếc XB10 một chút. Nên là việc mà họ làm như vậy thì nó vừa giúp cái chiếc loa của chúng ta nó nhỏ gọn hơn, mà trong khi đó thì nó vẫn để đảm bảo được một cái chất lượng âm thanh tốt nhất, nhờ cái việc đó là gì? Nó tối ưu hóa cái hiệu suất của cái chiếc loa. Còn nói về tính năng thì chúng ta thấy là cái XB01 này nó vẫn được giữ lại những gì tốt nhất của chiếc XB10 cũng như là những chiếc loa của Sony. Ví dụ như là các bạn sẽ có được một cái khả năng kháng nước là IPX5. Dĩ nhiên là X5 thì nó chỉ đủ dùng cho chúng ta trong những trường hợp là té nước hay là hát nước mà thôi. Các bạn vẫn sẽ có những cái cổng AUX 3.5 để chúng ta chơi nhạc trực tiếp mà không cần Bluetooth. Nhưng mà về cổng này đối với những chiếc loa di động thì cá nhân mình rất là ít dùng. Nói chung là nó chỉ khác về cái mặt thiết kế thôi, và cái cách mà người ta sắp xếp những cái phần của một chiếc loa. Còn về cái tính năng thì các bạn thấy là gì? Nó sẽ không thay đổi nhiều, nên là các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về những cái tính năng trên XB01 nhé.
Chỉ có một điều mà hơi lăn tăn ở đây ấy, đó là đối với chiếc XBA01 thì cái thời điểm hiện tại, tức là cái thời điểm mà Sony họ chưa công bố chính thức cũng như là bán ra chính thức cái chiếc loa này ấy, ở Việt Nam thì mình chưa sử dụng được cái chiếc XBA01 này với cái app là Sony Music Center. Đấy, còn lại là khi mà nó đã được bán chính thức hoặc là trong cái thời gian tới thì nó sẽ được cập nhật thông qua cái phần mềm thôi, bởi vì đây nó chỉ là vấn đề về phần mềm thôi nên là cũng không quá là đáng ngại đâu. Nên là các bạn nếu mà chưa sử dụng được thì các bạn cũng đừng lo, bởi vì cái sản phẩm mà mình đang có ở đây nó cũng chỉ là những sản phẩm trải nghiệm và đầu tiên mà thôi, nó chưa phải là chính thức. Nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà đây mới là cái thứ mà các bạn phải quan tâm này, đó là về cái phần pin. Tất cả những cái thiết bị âm thanh di động khi mà nó về đến tay mình thì có hai điều mà mình rất là quan tâm. Thứ nhất đó là phần kết nối và thứ hai đó là phần pin. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đó là hai cái điều kiện sống còn và là một cái điều kiện tiên quyết để cho cái chất lượng âm thanh nó được phô diễn là tốt hay không, và những cái tính năng khác nó hoạt động như thế nào thì đó là điều rất là quan trọng. Về cái phần kết nối thì XB01 nó là mình hoàn toàn rất là hài lòng, bởi vì nó có cả AUX 3.5 này và cái chất lượng kết nối Bluetooth của chiếc loa này rất là tuyệt, giống như là những cái sản phẩm không dây khác của Sony. Còn về cái thời lượng pin thì Sony họ giới thiệu đó là XB01 này nó có thể chơi nhạc liên tục trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Và dĩ nhiên là chúng ta không thể so sánh nó với XB10 được, bởi vì XB10 nó là một cái sản phẩm rất là lớn, nó lớn hơn rất là nhiều và nó cũng nặng hơn. Nên là chúng ta không nên so sánh như vậy, bởi vì XB10 nó có một cái thời lượng pin lên đến 16 giờ. Nếu như các bạn vẫn muốn so sánh thì mình sẽ so sánh nó với một cái chiếc loa khác, đó là JBL Go hoặc là JBL Go 2 thì nó sẽ hợp lý hơn. Và cái thời lượng pin của hai con Go hoặc là Go 2 này thì nó là 5 giờ. Và như vậy là các bạn thấy là gì? Với cái con số 6 giờ trên XB01 ấy là nó rất hợp lý và nó cân đối về mọi yếu tố rồi. Đấy là về cái mặt lý thuyết mà nói như vậy. Còn thực tế ra thì cũng chẳng ai là chúng ta nghe nhạc liên tục trong vòng 5-6 tiếng cả buổi sáng hoặc là các bạn nghe cả buổi chiều được. Và vì vậy thì với tất cả những cái sản phẩm loa di động mà khi mà sử dụng thì mình đều thấy là cái thời lượng pin của nó rất là trâu. Kể cả với những sản phẩm mà nhà sản xuất giới thiệu là cái thời lượng pin nó đáp ứng cho chúng ta 4 giờ hay là 5 giờ thôi, thì mình đều sử dụng mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Và với con số 6 giờ của Sony XB01 này thì các bạn yên tâm là các bạn sẽ hài lòng với nó và sẽ không gặp bất kỳ cái vấn đề gì đâu. Và đó là tất tần tật những gì mà mình muốn các bạn biết và mình muốn chia sẻ cũng như là so sánh cho các bạn về hai sản phẩm, đó là Sony XB01 và XB10. Xét trong cái mức giá thì mình nghĩ là không còn gì chúng ta phải lăn tăn về cái chiếc XB01 này nữa rồi, chỉ chờ cái thời điểm mà nó được bán chính thức mà thôi. Tóm lại là về cái chiếc Sony XB01 này thì thời gian gần đây mình nhận thấy là Sony họ cũng đã bắt đầu quan tâm đến những cái phân khúc người dùng mà đói kém như mình nhiều hơn rồi. Và các bạn là học sinh, sinh viên chẳng hạn, thì những người mà chúng ta chỉ đơn giản là cần một cái chiếc loa rẻ, đẹp cũng như là chất lượng để đáp ứng cái nhu cầu giải trí hàng ngày, thì mình chốt lại XB01 nó là một cái sản phẩm rất là xứng đáng. Còn tất nhiên là sẽ còn một cái yếu tố cực kỳ quan trọng nữa, và sau đây để thay cho lời kết thì mình cũng sẽ mời tất cả mọi người cùng xem Sony XB01 nó trình diễn cái âm thanh để các bạn có thể thấy rõ hơn là cái khả năng của em nó như thế nào, cũng như là chúng ta so sánh được phần nào so với những sản phẩm khác nhé. Oh, 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 oh,